Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý 2 năm 2018. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, trong quý 2 năm 2018 có tổng số 6.837 đơn vị giao dịch, giảm 16.5% so với quý 2 năm 2017 có tổng số 8.188 đơn vị. Giá trung bình cho một căn hộ chung cư là 561.338 đồng, tăng 5.4% so với giá trung bình của cùng thời kỳ năm ngoái là 532.403 đồng. Trong tổng số 6.837 đơn vị căn hộ chung cư được bán ra, Toronto đứng đầu với 4.906 đơn vị, chiếm 72%, với giá trung bình là 603.480 đồng. Kế đến là vùng Peel với giá trung bình là 419.790 đồng. Giống như những tháng trước đây, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ được ưa chuộng nhất, chiếm 32%. Căn hộ chung cư 1 phòng ngủ cộng đen chiếm 24% trên tổng số. Căn hộ chung cư 1 phòng ngủ chiếm 21%. Và căn hộ chung cư 2 phòng ngủ cộng đen chiếm 15%. Giá trung bình trong quý 2 năm 2018 tăng so với quý 2 năm 2017 là 5.4%. Nhu cầu mua condo vẫn tiếp tục cao. Thị trường căn hộ chung cư sẽ còn vững mạnh trong những tháng tới đây. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận, quý khách có thể đọc thường xuyên những bài viết của Quang Lâm trên 3 tuần báo, Thời Mới và Sài Gòn, Canada. Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý 2 năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình video kỳ sau.